Vũ và Quỳnh Như. Xin chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn có biết không, aerobic là một bộ môn thể dục nhịp điệu rất tốt cho sức khỏe, được rất nhiều các bạn nhỏ yêu thích và tham gia rất nhiệt tình. Bởi khi học aerobic sẽ giúp tâm trạng tốt hơn, giải tỏa căng thẳng đó các bạn. Ngoài ra, chúng ta còn có thể rèn luyện thân thể dẻo dai, linh hoạt nữa. Sau đây, các bạn của nhóm múa aerobic sẽ hóa thân thành những bạn bướm xinh đẹp, tung đôi cánh uyển chuyển và thể hiện khả năng nhảy múa trên nền nhạc hot shot butterfly, tác giả Smile với giai điệu nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sôi động. Bây giờ mình mời các bạn cùng thưởng thức tiết mục tràn ngập sự đáng yêu này nhé.